trời ơi trời ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy? Mẹ tóc sao lại chân ta lại chỉ biết tam đàn sao mà thầy tôi tóc ra quên rồi tay niết. Không hiểu gì hết à. Trời ơi, cái gì mà bự dữ vậy? Không, cái vùng đất gì mà bự dữ vậy? Đúng rồi, đây là cái vùng đất trù phu nhất ở miền Tây Nam Hồ. Mày phải nói tiếng dân tộc tao mới dịch lại được cho đâu nghe. Mình tốt thôi, chúng ta lại chỉ biết tâm đoan cho thầy tôi tóc trà huynh đây là Tây Nít. Trên lên tu Việt Nam y là cái miền của mày vừa phải năm nay tâm tay chọc tao tan một cái gậy mặt nghe chưa. Trời ơi, đi nước ngoài lâu quá về Việt Nam mà sao không có hiểu cái này lắm. Ở bên đó lâu chưa? Lâu lắm rồi, 3 tháng. Trời ơi, chị, cho em hỏi. Cái gì? Ở đây là đồng bằng sông Cửu Long. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi, mê dữ lắm. Mê hơn. Đi du lịch nè. Cảm ơn nha. Ở chỗ này có gì vui? Ủa gì kỳ vậy? Cái khách du lịch mình cũng là dân du lịch mà anh sao vậy? Ui, lộ bản mặt cái luôn vậy luôn hả? Trời, có gì đâu, trời nhìn tao dài là thấy không phải rồi đó. Trời bây giờ ơi. Muốn biết văn hóa Trà Vinh không? Muốn biết. Muốn biết văn hóa Sóc Trăng không? Biết. Theo tôi sắp bộ đồ cho múa theo, đi theo. Trời ơi, đi rồi, đi âm đi. Âm nhạc nổi lên đi. Hãy subscribe.
dành hết tay cho Quốc Hưng và Gia Huy. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Trời trời trời, khoan, giữ hai anh chị nó lại đây. Trời ơi, chạy dính sóc trắng. Không, cởi tách ra anh gì. Này lỡ mang dạy, cởi ra không kịp. Bị sinh non á, nên bị yếu á, là mang nhớ cho nó đỡ lại. Trời thiệt luôn á, rất là muốn đi luôn. Mà tới cái đoạn mà đà là hết muốn đi nha tụi con. Thật ra bài này là anh Duy cố ý dựng nghiêm túc đó, nhưng mà tại vì với hai bé này thì không thể nào mà nghiêm túc được, nên phải len lỏi một cái gì đó để làm cái nét đặc trưng cho hai bé. Lần này đẹp, dễ thương, xuất sắc luôn. Trao hút tay nữa cho hai con. Cảm ơn chú ạ. Rồi, bây giờ là xin mời ý kiến nhận xét của anh Hồ Phi Trung ạ. Bài hát này tụi con hát một phong cách dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên thì ok. Nhưng mà theo chú thì con phải xử lý cái bài Sốt Sập Phải Không Chăng á, kỹ thuật chút xíu nữa. Những cái đuôi của mình á. Đổi lấy chén cơm thơm ngon, như xưa mẹ mát ngon đời con. Đó, dễ thương. À, cái khúc mà hai người lên nè, trời ơi, nhìn dễ thương dễ sợ, giống như là cái lễ hội mà chúng đang múa vậy đó. Yeah. À, câu này hỏi đó, câu này đó, tụi con hát cái câu mà sốc sờ bay bòn. Sốc sờ bay bòn, tâu na bòn ơi, con hiểu là gì không? Tâu na bòn ơi, đó là tiếng của người Khmer. Thực ra là khi mà chú giao cái bài này cho tụi con đó, là em có đưa luôn cho các bé là nguồn gốc của bài hát này. Anh ơi, sốc sờ bay bòn, tâu na bòn. Sắp sờ bay bòn tâu na bòn tâu nã bòn là sắp đánh bạn mà. Không, hỏi thiệt, hỏi tâm lý thiệt. Hả? Dịch. Sao? Ủa, huấn luyện viên mà kêu thiệt luôn á. Ừ, sức kỳ á. Bởi vậy thôi, bởi cho em hơi hỏi thăm thấy rành ngôn ngữ. Đúng ta rồi. Hỏi thăm tâu na bòn, tâu nã bòn ơi. Bỏ qua đi tụi con, yên tâm đi, này tụi con vui lắm rồi, giải trí lắm rồi. Cô Diệu Nhi, cô Diệu Nhi chỉ nói với lại Gia Uyên một cái điểm nhỏ xíu này thôi. Vừa nhảy vừa hát, cái xong rồi nhảy hồi cái sắp tới câu của mình hát rồi tụi con mới đưa lên, cho nên bữa sau con đưa sớm lên chút xíu nữa thì nó sẽ không có bị hụt mấy cái chữ đầu tiên. Còn y chang là mấy con ở trong đội của cô chú, nên là rút kinh nghiệm đó chút xíu thôi là được rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Trời, cô Hòa là thích hai con từ vòng trước nè, xong cô Hòa đợi đến cái vòng này để xem hai con, thì thật sự là đúng là quá tam ba bận thì người ta bảo là thường là như thế, nhưng mà cả ba bận của các con thì cô đều rất là hài lòng, và cô đã có thể chắc chắn là các con sẽ là những cái gương mặt nghệ sĩ giải trí, và cô tin chắc là nếu mà các con cố gắng, ngoài giữ được cái nét tự nhiên duyên dáng ở các con ra, thì hãy cố gắng hát hay hơn nữa để có thể trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ sĩ giải trí cho quý vị khán giả nha. Đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Chắc chắn rồi, các con còn phải học rất là nhiều, và nếu như có những cái bài toán nào khó hơn đến từ chú Duy và cô Như thì tụi con phải cố gắng vượt qua nhé. Một tràng hú tay cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Yeah. Và mọi người có thấy là khi mà hai bé mặc bộ Khmer vô rất là ra dáng luôn. Dạ. Rất là hợp với các bữa giờ anh ơi, mặc bộ nào cũng hợp, rất vô vai và vô hoàn cảnh luôn. Chính xác. Rất là có thần trong từng tiết mục luôn. Cảm ơn cô ạ. À, hay ghê á, bé này á, từng rồi á, nó đóng vai bà, đóng vai già thì giống bà nội mình, còn bữa nay đóng vai Khmer giống nhỏ em gái Khmer gần nhà anh. Sao mặt con đại trà dữ. Khả năng quá thôi. Đúng rồi. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn. Yeah. Chúc mừng tụi con. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cảm ơn trái cây nhang xoài dâu mít ngọt sầu riêng, nhớ mái lòng xiên dâu đông về tình biên nghe thương nhớ Hà Tiên, nhớ chiến lòng nhớ mùi mặn đồng cá sông ngọt thưa sức răng mênh mông, nhớ mùa lúa nằm chỗ bông có người nói cười rất đông ghe xuồng mua bán trên sông về bạc liêu tha mờ
sóng bước mà bụi dần trắng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh giường ao đón khuya lập lòe Thảo Tiểu Bình, xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và vũ đoàn Bất Đắc Dĩ đến từ ba cặp huấn luyện viên. Cảm ơn tụi con. Trời ơi, cái gì đây, cái gì đây? Mấy dòng trước là cái đội của anh Hồ Việt Trung lúc nào cũng cho ăn nhúm nhúm nhúm. Bữa nay em làm đại gia mà mọi người em cho ăn hết luôn cho khán giả ăn. Quá dữ luôn mọi người ơi. Vỗ tay lên. Trời ơi, dĩa bánh nước đem xuống là xử hết luôn rồi kìa. Nè mình về chỗ mình ổn định đi. Mê ăn quá quên hai đứa nhỏ trên đây luôn rồi. Vỗ tay cho Ngọc Thảo Tiểu Bình. Wow. Chị Nhớ. Ủa sao vậy chị Nhớ? Trời ơi lên mà lụm mất hết những cái còn lại luôn. Mà cái tướng này còn nè. Xin lỗi mọi người nha. Mà cái đầm kia cho sang. Xin lỗi mọi người. Hết luôn để đây chi. Ủa mèo ơi. Ủa hết luôn đi. Lấy nguyên gánh luôn. Trời ơi, gánh hết. Mất mặt quá hả? Trời ơi. Tụi con ơi, đây là những hình ảnh tụi con không nên thấy nha tụi con. Ừ, hãy nghĩ là trời đất ơi, có chi như là trời đất ơi. Thôi vỗ tao một lần nữa giùm em cái. Cảm ơn Huỳnh Lập đã mang một cái đại tiệc cho sân khấu luôn về cái đen lẫn cái bóng dành cho hai tụi con ngày hôm nay một lần nữa. Chúc mừng tụi con. Ê, mấy đứa ăn bánh tráng ngon lắm nè. Ê, khoan nè, trời đất ơi, lo ăn xong nhận xét mấy đứa nhỏ đi chứ hả? Trời đất ơi, gì vậy? Hay rồi, chết rồi, thiệt tình luôn á. Thôi đó, thôi máy đi cho mấy bạn bên đây nè. Trời, tiền của cha của mẹ tôi để lại, giờ cho chúng ăn hết trơn rồi, trời đất ơi. Ai muốn ai? Một lần nữa, một tràng hô tay cho hai bạn nhỏ. Rồi, bây giờ mình ổn định vị trí, mình ăn thôi chứ. Tiếp mồm hay. Cảm ơn chị Như. Anh Duy mua chuột thành công rồi đó con. Hay á. Anh Duy ỏi ngon. Ỏi ngon. Cảm ơn anh Duy. Nên à, nhưng mà tụi con hát hay lắm. Tụi con một tiết mục dễ thương. Là em có cảm giác như em ở quê em á. Quê em là Ngã Bảy mà. Nó là sông nước Phụng Hiệp, Ngã Bảy. Thì khi mà cái tiết mục này lên á, làm cho em có cảm giác là em đang ở ngay cái chợ Ngã Bảy á. Yeah. Mọi người xúm lại ăn uống rồi chơi thiệt. Như ở chợ thì không có ăn giật như tụi em. Nhưng mà thật ra là nó làm cho em có cái không gian đó. Và cái hát của tụi con á, với cái bài này nó cứ tạo cho cô cái sự mộc mạc rất là đáng yêu, ngọt ngào lắm. Nên cô cảm thấy rất thích. Hơn à. Dạ, cảm ơn chị Như. Dạ, mình ăn tiếp, ổn định. Xin lỗi mọi người. Rồi hát đi con, hát đi, thi chưa? Hát rồi dạ. Hát xong nãy giờ rồi. Hát giờ hả? Trời đất, tôi múa đâu biết gì đâu. Trời đất ơi. Trời ơi, đánh lừa tôi. Không phải đánh lừa. Nghe nó giọng nghẹt gì chứ trời. Đây nè anh chị, nghe em phân tích đi. Thường á là mình ngồi một chỗ mình nghe nhạc đúng không? Bây giờ mình vừa vui chơi mình vừa nghe nhạc. Còn cái gì bằng mà đi du lịch sông nước miền Tây mà nghe răm rang hai tiếng hát của hai cô bé. Đúng. Còn gì tuyệt vời bằng tất cả mọi thứ vô cùng chân thực trên sân khấu này. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Giọng hát ngọt nhưng mà mặn hơi chua nha. Trời ơi. Đổi lại. Cô Hòa ơi. Dạ, đội nhà đây. Thật ra là cái có khả năng về cái hát về miền Tây á, thì đây không phải là một cái điều xa lạ gì với các con cả. Nên là ngày hôm nay hát về một ca khúc về quê hương thì em đã chọn cho các con những ca khúc gì mà nó chân thành mộc mạc nhất, nói về miền Tây để các con có thể thỏa sức của mình để hát. Nên các con cũng rất là thoải mái để có thể thể hiện bài này. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là các bé của đội của em không hề biết diễn. Bởi vì vậy chú Lập luôn là người mà diễn, không? Là người đã nghĩ ra rất là nhiều thứ để có thể. Tôi là những con cười. Những con cờ âm mưu. Mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp em. Em không bao giờ suy nghĩ mấy anh chị những con cờ luôn á. Trong mắt em mấy anh chị là những con rối. Kêu gì làm đó, kêu lên. Kêu ăn kêu gì làm đó. Kêu gì làm đó. Chắc là kêu gì làm đó luôn á. Nhưng mà tại vì ham ăn. Đúng không, thì mới lên. Vừa được ăn, vừa được nghe, vừa được xem. Chúng ta sẽ vui vẻ nhất để cảm nhận. Cảm ơn một tiết mục rất là chân thật như thế. Và đặc biệt hơn là chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục mà tất cả quý vị khán giả sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Một lần nữa một tràng hô tay cho Tiểu Bình và Ngọc Thảo.
giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi, ai đâm đâm ai pha lui cho hồ nước đây là mặt gương soi non xanh mà nước biếc. Ôi à, quán nhàn mái chèo là quán nhàn mái chèo. Ôi à, nhìn bóng chiều in ngân nữa, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xuân sang mái chèo nhịp đời sinh sôi. Minh Thư và Mai Phương. Wow. Trời ơi, nổi da gà. Thật sự em giống với chị Như luôn á, nổi hết da gà. Đúng với tinh thần là vòng hòa thanh. Chị Như ơi, sẵn tiện mình tiếp tục luôn đi ạ. Cảm xúc của chị và anh Duy. Trời ơi, anh Duy, anh nói đi, anh nói đi rồi em nói. Rất là hòa Minh Duy. Yeah. Thật sự bé bên này là con tên gì nè? Minh Thư. Minh Thư, con hát giống mình như hòa Minh Duy hồi trước cô biết. Chính xác. Hát rồi cái cô này là Hòa Minh Di bây giờ nè. Cô này Mai Phương thì từ từ lại, nhẹ nhàng lại. Yeah. Có nghĩa là Hòa Minh Di ở đâu đó. Cô Hòa đã chọn cho tụi con một cái bài hát rất là hợp với cá tính và chất giọng. Và đặc biệt hơn nữa là tụi con rất là thoải mái ở trên sân khấu. Tức là tụi con không xem sân khấu như là nơi mà mình đang đi thi, mà là cái cách mà tụi con đang tụi làm á. Tụi con đang á biểu diễn, tụi con giao lưu rất là thoải mái. Hát đi, hát đi. Cùng qua giọng nè. Cô cảm nhận được cái điều đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, cái khúc mà hai đứa đang hát hát ở ngoài và tới khúc mà đoàn giọng mà ôi á, ôi á. Ôi á nha. 2, 3. Ôi á.
là tụi biết xây vô mình nhau. Yeah. Rất là dễ thương. Cái lửa tụi con đó, nó tự nhiên lắm. Cái tự tin của các con rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Và cô vẫn cảm thấy yêu các con rất nhiều. Chúc mừng các con. Yeah, xin được cảm ơn chị Khải Như và anh Thanh Duy. Còn anh Trung và Diệu Nhi thì sao ạ? Về phần hát thì riêng bài hát này mà con đã vào tay của công Hoàng Minh Duy thì không còn gì phải nói rồi. Vào vai. vào vai. Rất vào việc ạ. Đúng ngay chất của cô Hòa. Về phần diễn, từng người diễn rất là tốt. Nhưng có một chỗ như thế này, khi mình đã hát nhóm với nhau thì khi mình diễn mình phải cân sức với nhau. Mình diễn quá trời diễn mà hai bạn kia làm nhẹ hơn mình thì cảm giác là mình đang bị bung quá. Mình chỉ được bung lụa khi câu solo của mình đã hòa thanh và phải hòa luôn cái cách diễn mới được. Còn cô Diệu Nhi thì sao? Bây giờ ngồi cười không luôn á. Em tính nói cái ý đó, ý về biểu diễn, nhưng mà anh Trung cũng đã nói luôn rồi. Tất nhiên ai cũng có một cái cá tính, một cái cảm thụ âm nhạc khác nhau hết. Nhưng mà chỉ khi con đứng một mình thôi, giống như chú Trung nói tới câu hát của con thì con có thể thoải mái, con feel theo kiểu của con. Nhưng mà khi mà những cái câu hát chung, những cái sự diễn xuất của hai bạn á, thì nhìn hai bạn còn lại cái màu giống nhau, nhưng con lại cái màu khác nhau. Nhưng mà không sao hết, cái này là kinh nghiệm của mình thôi. Lần đầu tiên tụi con hát chung một nhóm như vậy mà, cho nên rút kinh nghiệm từ từ. Và bây giờ sau khi lắng nghe hết nhận xét của hai cặp huấn luyện viên còn lại rồi, xin mời nhà mình nè, Hòa Minh Di và Huỳnh Lập, xin mời. Hai nhà bên kia cũng đã góp ý hết rồi, khen thì cũng là khen hết rồi, cũng đã góp ý rồi, thì chú rất là đồng lòng với những gì mà chú Trung đã góp ý cho tụi con. Chú nói tụi con có một ý là ngày hôm nay đó chính là chìa khóa giúp cho tụi con chiến thắng đó, gì đó là sự truyền lửa cho nhau, rõ ràng là như vậy. Chú thật sự rất phục tụi con, là bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để ráp sân khấu, chú góp ý và chú thị phạm, chú cho tất con hãy nhìn vào mắt của nhau để thấy được những cái gì, những cái tình cảm của nhau trong cái bài hát đó, thì tự khán giả sẽ thấy tình cảm của con dành cho nhau và dành cho khán giả. Và đó chính là cái bí quyết mà ngày hôm nay tụi con đã đạt được thành công trên sân khấu này. Cảm ơn Huỳnh Lập. Còn Hòa Minh Di, về giọng hát của các bạn nhỏ tối hôm nay thì sao? Các con biểu diễn như thế là em đã cảm thấy là tốt ở cái là các con biết giao lưu với nhau và làm thế nào để hát, để hiểu ý nhau và ngắt nhịp đúng câu, đúng chỗ. Ngày đầu tiên mà tập với các con á, là chỉ có Minh Thư là khiến em yên tâm nhất. Còn lại thì Mai Phương và Trần Quốc là hai bạn không dám hát. Không dám bứt phá lên, không dám lên nốt cao, không dám luyến, không dám làm gì hết. Bởi vì là sợ là lên bị oét, bị vỡ giọng. Em chỉ động viên các con là làm, cố lên, con thử làm xem có được không nào. Cuối cùng là làm, cuối cùng là được. Ngày hôm nay giống như anh có thể để ý lại cái đoạn mà Trần Quốc hát thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, cái câu mà Mai Phương núi à núi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, nhìn bóng chiều. Là Mai Phương chưa bao giờ làm đến cái nốt đấy cả. Wow. Nhưng ngày hôm nay con đã dám làm rồi thì em muốn tất cả mọi người dành tặng cho các con những tràng pháo tay về sự cố gắng, nỗ lực và bứt phá bản thân mình. Mai Phương là có thể làm tốt hơn, cao hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà Mai Phương hát cùng với hai bạn đã không hát cái tông đó nữa, mà Mai Phương hát cái tông giống như các bạn để có thể hát cùng các bạn và tạo ra một tiết mục xuất sắc hơn. Trần Quốc thì cái câu mà bè lên cao anh có nhớ không ạ? Nhớ. Mới đầu Trần Quốc không làm được bởi vì con không có hơi để hát. Nhưng mà em đã dạy Trần Quốc cái cách mà để con có thể giữ hơi và có thể lên được nốt cao thì phải chăm chỉ như thế nào, thì ngày hôm nay con mới lên được đúng cái cao độ như thế. Cô cảm ơn, chúc mừng tất cả các con đã hoàn thành rất tốt tiết mục này. Cảm ơn huấn luyện viên Hòa Minh Di và Huỳnh Lập đã giúp cho ba bạn nhỏ có một cái cơ hội được tỏa sáng và cháy hết mình với đam mê của mình trên sân khấu. Một lần nữa, một tràng pháo tay chúc mừng cho ba bạn nhỏ của chúng ta với cặp đôi huấn luyện viên Hòa Minh Di và Huỳnh Lập. Cảm ơn anh Minh Vi và ban nhạc rất nhiều đã sửa và bản phối cho đội em để đội em có thể có một tiết mục sôi động đến thế ạ. Dạ vâng, xin được chúc mừng và cảm ơn tụi con. Mời tụi con vào trong nhá. Đời vẫn còn lúc buồn mơ, nên yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền, đau thương sẽ qua đi. Dù cuộc đời không dối trá thù, nụ cười sẽ rạng rỡ trên môi mọi người, loài người luôn hạnh phúc. Dù khi tiếng hát hòa bình chìm trong cuộc sống vô thường, tôi vẫn hát cho muôn loài, tôi vẫn hát cho tình yêu thương giữa trái. Và tôi sẽ hát, hát, hát với bao tình yêu thương khát khao, hát trong đam mê đậm say và hát mang đến cuộc sống không còn vô nghĩa. Hát, hát.
vẫn có lúc buồn mơ, nên yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền, đau thương sẽ qua đi. Dù cuộc đời cùng do cha hận thù, nụ cười sẽ rạng rỡ trên. Khi tiếng hát hòa bình chìm trong cuộc sống vô thường, tôi vẫn hát cho muôn loài, tôi vẫn hát cho tình yêu thương rực cháy. Chị Bầu. Ừ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai? Ủa chị tưởng đâu là em kêu chị Bầu. Chị Bầu tưởng tự kêu em ấy chứ. Trời ơi thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà Bầu chị không chịu, nó kêu chị Bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè. Hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm à. Bà bắn. Rồi. Dạ bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường em lên nước lo cho nước mọi nồi, người liền. Ừ. Rồi biết rồi. Ai cóc ỏi mới ghi mồm. Ai cóc ỏi mới ghi mồm. Bà Bầu ơi, bà Bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không biết, để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bà Bầu. Cái gì? Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Mà cho tôi hát đi bà Bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Rồi, cái sĩ đủ hết rồi. Ừ. Đủ hết rồi đó. Lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà Bầu hát. Vậy hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị như vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình dạ. Chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắt sầu thương. Người giàu cười áo lao son phân,
trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. Hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. Con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi tuyệt vời. Trời ơi!
hay dữ vậy trời? Rồi nó đâu đây, hai đứa thần đồng này vậy? Hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên. Thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ, cảm ơn bầu. Đất ơi, với điều kiện nè. Dạ. Tối nay hát chung hai nhóc này đi, nổi tiếng liền luôn. Hát dạ chung được chị. Được không? Được, dạ được bầu. Rồi, vậy là tôi nhận chị, nha. Vậy ảnh là hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời. Kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo, xanh nở xong đi chị cho Linh hát. Thôi, dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi, thử rồi, thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất hả? Ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi cũng chịu à. Không, em hát nhạc vui, nhạc vui, nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử nha. Hát nữa đi em, lấy mình trăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui ngày mai, ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai thuyền bờ. Hay quá, như vậy thì tất cả mọi người vô thay đồ mở màn vô live show. Vâng, 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 hay quá cục cưng. Một lần nữa xin được dành một tràng hỗ trợ thật lớn cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cảm ơn Nghi Lộc rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng hỗ tay nữa cho nghệ sĩ Nghi Lộc. Bây giờ tụi con phải đứng đây để lắng nghe ý kiến của tất cả các huấn luyện viên còn lại ha. Cô Hoàng Minzy, xin mời cô. Đây là một cái tiết mục mà cô cảm thấy các con biểu diễn xuất sắc và hay nhất từ trước đến giờ của các con luôn á. Sao xuyến kinh khủng. Bình thường là cô đã rất là hay khen Quốc Linh rồi. Vì giọng hát của Quốc Linh nó ấm áp mà nó mộc mạc mà nó chạm thẳng đến trái tim của cô Hòa luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cô muốn dành lời khen nhiều hơn cho Quỳnh Nhi. Con hát bài này quá hay. Cô Hòa dành mọi lời khen tuyệt vời nhất dành đến cho hai con trong tiết mục này. Cảm ơn cô. Đối với cặp đôi huấn luyện viên chị Khả Như và anh Thanh Duy như thế nào ạ? Xin mời. Các con hát hay và tự tin, cái sự bản lĩnh của các con cũng như cái sự dẫn dắt của chú Trung, cô Nhi làm cho tụi con cảm thấy trưởng thành hơn rất là nhiều. Và cô mong rằng cái bản lĩnh của tụi con cộng với cái khả năng của tụi con sẽ làm cho tụi con tỏa sáng. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn các huấn luyện viên. Và chắc chắn bây giờ sẽ là đôi điều chia sẻ của anh Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Ngày hôm nay ở trong cái kịch bản này, ba muốn gửi đến cho tụi con là một cái ý chí. Đường đi của mình trong cái ngày này rất là gian nan, nhưng mình phải cố gắng, mình nỗ lực. Tụi con cứ hát thôi. Ngoài sau lưng có ba má ở đây phụ cho tụi con hết mình. Cố lên. Cảm ơn tụi con đã có thể tiếp thu và truyền tải cũng như là cố gắng trong từng mỗi tiết mục. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn các huấn luyện viên và đặc biệt hơn hết là chúng muốn nói với hai tụi con là hát nữa nha tụi con. Một tràng hỗ tay cho tiết mục của Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Chiều xứ Huế đẹp yêu kiều, ngỡ ngẩn lòng du khách những chiều xưa. Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ, câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm điều trên đường về thôn Vĩ vắng điều hiu, thông reo núi ngự man mác sầu thiên mù, ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ. Vẫn lâu bên đời chờ, nghe họ rằng đêm vắng biết về mồ.
phòng xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu trên đường về thôn Vĩ vắng điều cho Nhật Quang và Kha Thi. Cái gì vậy? Chị ơi, bài hát người ta ngọt ngào như vậy mà chị cười. Không, chị cười với anh Duy. Chị cười ha ha. Chị ha. Thật sự phải nói là ngọt ngào quý vị hả? Nếu như đúng ngọt ngào, vỗ tay thêm cái nữa. Mình đang coi truyền hình đúng không? Mình tắt cái hình cái tự nhiên nghe giống hai cô gái hát. Tại vì giọng ca của bạn nam này bay bổng và mềm mại, rất là hay con trai ạ. Còn bây giờ sẽ là ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên. Bài hát này là Thương Về Xứ Huế. Theo chú Hồ Trung biết là nhạc sĩ Minh Kỳ là chú là quê ở gốc ở Nha Trang. Khi một lần chú ra Huế vì cảnh đẹp của Huế và cái tấm lòng yêu Huế, khi chú về chú đã viết lên cái bài hát này. Và hôm nay cái tụi con hát các chú nghe đủ ba miền luôn. Miền Bắc đầu tiên có lúc hát giọng miền Nam có, lúc giọng miền Trung có luôn. Nhưng mà đó là điều hay, tại vì tất cả ở ba miền đều gửi cái tâm tình mình đến về Huế tốt. Dạ, con cảm ơn chú. Cụm từ ngọt ngào dành cho hai con trong bài hát này là chính xác. Nhưng mà sự ngọt ngào các con bị chia khúc, chia đoạn. Có đoạn giữa khi mà các con hò, người nghe cảm thấy rất là hay. Nhưng mà cái đoạn đầu cô lại chưa cảm nhận được cái đó. Mỗi cơ hội trên sân khấu của chúng ta chỉ có một thôi. Cô mong là nếu có cơ hội tiếp theo thì các con hãy cố gắng hơn, có những tiết mục hay hơn. Chúc mừng các con. Cảm ơn cô Hoàng Minh Di. Thật ra nói về cái phần nghe đối với chú như vậy là đã đủ với cái lỗ tai của chú rồi. Còn về chuyên môn cao thì là cô Hòa có một sự khắt khe hơn. Mỗi sự khắt khe đều có ích cho mình. Về cái phần nhìn thì chú góp ý một chút xíu thôi. Về bạn nam, chúng ta có rất nhiều cách để lựa chọn cái cách mình thể hiện về mặt hình thể. Có thể là mình feel với cái bài nhạc này nó mềm quá, nên đâm ra là cái động thái của mình nó cũng mềm theo bài nhạc. Và cả hai cùng mềm mại như vậy thì nó chưa có cân xứng lắm. Mình biết cân bằng cái điều đó thì cái bài hát của chúng ta sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Tình cảm thì tụi con đã thả hồn vào rồi. Khi mà nghe những lời nhận xét của huấn luyện viên, tụi con sẽ về tập nhiều hơn. Không thể nào bắt một ngày một bữa mà tụi con hát hay được. Thích cái dòng nhạc này rồi thì chú nghĩ là hai tụi con sẽ làm được nhiều hơn như vậy rất là nhiều. Cố lên, cố lên. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Và bây giờ sẽ là ý kiến của anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Đây là một bài hát rất khó. Và tụi con đã hát rất mượt mà. Và cô nghĩ rằng nếu như mà một khán giả nghe để mà có thể chìm đắm, để mà mình có thể thư giãn, thì đây là một cái bài hát đáng để nghe. Tụi con đã cố gắng rất là nhiều. Và hôm nay khi mà hoàn thành xong bài hát này, cộng thêm nhiều ý kiến của các cô chú ở đây, thì đó làm hành trang cho mình. Rất hài lòng về tiết mục của tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Thanh Duy sẽ nói sâu hơn một chút xíu. Kha Thi á, là ngay từ đầu cái cách hát của bé là hát lẫy, cái kiểu mà Quan Họ Bắc Ninh ấy. Để chuyển cho bé mà về lại cái này á, rất là khó. Hôm nay là bé làm, con đã bỏ đi hết cái mà chú đã không thích. Cái lúc mà con tập chú rất là mừng. Cái thứ hai nữa về Nhật Quang á, cho phép Thanh Duy nói tí xíu về cái phong cách mà Thanh Duy muốn huấn luyện. Thanh Duy không muốn các bé phải trở thành một người khác. Bản thân mình là những người nghệ sĩ, mình phải có cái bản ngã của mình. Mình phải có cái phong cách riêng và định hình của mình. Ở Nhật Quang Thanh Duy thấy là cái cách mà bé đang làm như vậy là một cái điểm nhấn trong cái cách trình diễn. Cho nên Thanh Duy không muốn thay đổi quá nhiều. Chỉ cần tụi con thoải mái, tự tin, tụi con mới có thể hát hay và làm tốt được thôi. Hãy là chính mình trên sân khấu thì lúc đó mình mới tỏa sáng được. Tụi con nhớ cái điều đó nha, đừng bao giờ thay đổi. Em nghĩ không bao giờ được đánh mất chính mình, nhưng mà mình nên tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn với cái cá tính mình đang theo đuổi. Anh Lập không bảo con phải thay đổi, con phải đứng rất là mạnh mẽ, nhưng con bớt đi một tí là được. Con tiết chế lại để làm mình tốt hơn. Đấy là điều mà mình tôn trọng khán giả, em nghĩ như thế. Đúng. Anh Duy nói rằng là chúng ta cần phải giữ cái bản ngã của mình. Đó là một điều rất tốt. Là bởi vì chúng ta không sống vì người khác. Đúng không? Chú chỉ muốn chốt lại đơn giản một điều thôi. Có rất là nhiều những bạn hát giống tụi con. Mình phải làm sao để cho mình khác biệt. Cô Hà nói đúng. Mình cần phải
điều tiết, điều chỉnh, dạ, tiết chế cho hợp với không bây giờ cảnh, bây giờ nói cái này, à, đây nè để em nói với vị trí là một diễn viên, tất cả chúng ta đều là nghệ sĩ đúng không? Khi mà chúng ta ở dưới sân khấu chúng ta có thể là chúng ta, nhưng mà chúng ta bước lên sân khấu chúng ta là nhân vật thể hiện cái tác phẩm đó và cái bài hát đó. Các bạn nhỏ nhiều khi cũng chưa thẩm thấu được hết tất cả mọi thứ này, và đặc biệt cần có sự dẫn dắt bởi những người lớn nữa. Ngày hôm nay thật sự anh Duy, và anh Duy có chiến thuật của anh Duy, Hòa Minzy có cái đóng góp ý kiến của Hòa Minzy rất là chính xác, nhưng ở đây không có đúng và không có sai, chỉ có cái là ở tương lai tất cả chúng ta sẽ làm cái gì tốt nhất cho các bạn nhỏ trong chương trình này, được không ạ? Hồi bị chúng đứng chính giữa nè, bây giờ chú nói con nghe không? Dạ có. Có tin không? Dạ có. Rồi, mỗi người đều có một phong cách khác nhau, đó là định hình của trời ban, không ai giống ai cả. Đúng. Nhưng chưa mà. Trời, có cái nhưng nữa hả? Nhưng có. Nhưng cô Hòa sao? Đang chỉ cho con là chỉ về con phải học hỏi thêm. Dạ. Chứ không phải là kêu con bỏ luôn cái của con. Cái này nó hay nè, mình phải học. Cái này mình bị dở chút xíu, mình bớt đi. Nhưng mà hôm nay một điều, khi mà hai đứa hát song ca với nhau, hai người hát song ca. Thầy, anh nói rất hay. Anh nói rất hay, em đồng tình với em. Ủa, em đồng tình với anh. Chú chốt một điều thôi. Không có gì tuyệt vời bằng là một nghệ sĩ có thật nhiều tính cách và kỹ năng để mình có thể lựa chọn cách phù hợp đến với khán giả. Một tràng pháo tay cho Hòa Minzy. Cảm ơn anh Duy, cảm ơn Hoàng Lâm, cảm ơn. Chúng ta là những người nghệ sĩ, chúng ta là những người rất là nhạy cảm. Và mỗi người sẽ có một cái sự thành công riêng, một đối tượng khán giả riêng và có cá tính riêng. Chúng ta nên tôn trọng điều này. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là tôn trọng các bạn nhỏ, bởi vì các bạn ấy là những điều tuyệt vời mới để chúng ta có thể rèn giũa cho nó tốt đẹp hơn trong chương trình này. Và thôi, chúc cho tụi con sẽ luôn luôn vui và tỏa sáng nhiều hơn nhé. Cảm ơn tụi con, một tràng pháo tay cho hai bạn nhỏ. Dạ, cảm ơn chú. Con vô trong đi. Mỗi đứa tô bún bò Huế. Rồi hai tô bún bò Huế à. Đi ăn đi con, mất sức quá rồi. Đói bụng quá, nhắc đói bụng. Cho cô ăn với. Bóng tôi tới gần và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại, đoạn đường sau quá dài, niềm tin cứ ngắn lại, chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim xa rời quãng đời lê thê. Và bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đây, và ánh mắt đã có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, cuộc chuyện này là của tôi. Và giờ tôi nâng tôi bay lên, chẳng vào nơi tôi từng ước mơ, chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi, trời vơi cơn đau bao nhiêu lâu rồi. Tôi chỉ
chào hai con. Chị ở đó em lên, em lên cái quần màu nè. Trời ơi, tại sao lại chạy như vậy vậy? Trời ơi, chị lên chị phá tầm xếp gia đình em hết trơn, chị đi ra đi. Thôi bây giờ như thế này, bây giờ giới thiệu về hai bạn thí sinh trước đi. Cho hai con giới thiệu nha. Dạ, con xin chào tất cả mọi người và các vị huấn luyện viên. Con tên là Phạm Anh Thư, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Con. Dạ, con tên là Trần Viết Học, năm nay con là 7 tuổi ạ. Bây giờ là con nhìn chú nè. Con đây đó, chú này đúng màu. đúng không? Nhưng bây mà giờ con... màu trắng là con màu trắng, chú cũng có màu trắng luôn, con màu đỏ. Chú cũng có con màu ơi, đỏ. Con ơi, con biết không, cái sự trung hòa giữa trắng và đỏ nó ra hồng đó con. Tuyệt vời quá. Nhưng mà cái vấn đề là tụi con không có một miếng nào màu hồng trên người hết. Đúng không? Không có. Cô ơi, màu hồng của cháu nằm trong trái tim đó. Đấy. Ôi, chết rồi. Ủa con sao vậy? Con nói như vậy giống như là con đâm vào tim chú á. Học, con năm nay bao nhiêu tuổi? Con nhắc lại. 7 tuổi. Dạ, con năm nay 14 tuổi. 14. Ủa sao nãy nói 7 tuổi mà? Thôi con lừa dối huấn luyện viên vậy con. Có hiểu vì sao xếp thành bốn chữ hoang mang quá trời. Sao vậy? Ủa con mới nói con 7 tuổi mà. 7 tuổi năm nay. Thì ra là con 7 tuổi thôi mà mấy cô chú nhào vô họng con cái chữ nhân hai con quên nó. Chú là bao nhiêu tuổi rồi? Con muốn chú bao nhiêu tuổi? Không, chú bao nhiêu tuổi rồi mà chú lùn như vậy? Chú con quá giống chú luôn á. Ok, bây giờ còn hai đội, còn hai đội. Xin chào mọi người, chương trình mình đang quay hả? Ngươi có vậy ô con. Trời ơi, hai màu đỏ với trắng nè. Học. Dạ. Trước khi đến đây ngày hôm nay, cô Hòa đã online fanpage của cô Hòa. Cô Hòa đã nhìn thấy nick Facebook của con, comment và nick fanpage của cô đúng không? Rồi ạ. Hãy chọn con nhé, hãy chọn con nhé. Hiểu rồi, Như vậy Như. À, cháu cũng là một fan của cô Hòa. À. Ý, vậy trong đây có bé nào là fan của chú không? Dạ không. Đừng hỏi buồn đây, lắm. Đây, có em này giơ tay rồi. Không, cô đã từng xem con trên chương trình, trên tivi rồi. Nhưng mà cô chỉ là không nhớ cái tuổi của con thôi. Và con cũng nghĩ con 7 tuổi thật. Nhưng mà con đúng là hợp với chú Lộc. Không, hai chú cháu mà đứng nhau như hai anh em trong một đứng nhà nhau. Luôn á. Thật ra thì xưng chú thì chú giống như là tự đẩy cái tuổi của chú càng ngày càng cao vậy. Thật ra là vẫn muốn xưng anh hơn. Qua đây nè anh Trung. Coi gia đình ta như là anh em một nhé. Làm gì làm đi, chạy qua đây đi nha. Chú còn rất là lùn. Nhỏ chú có biệt danh là Lập Lùn mà út thật tiêu luôn á. Không biết lại nhà con có bị danh gì không? Ê, chương trình gia đình kìa. Vui ghê luôn á, trời ơi. Mọi người làm như vậy là không được. Tại vì ai cũng chọn các bé, xong bây giờ làm như thế là không được. Em chỉ lên em nói thôi để thể hiện rằng là em có quan tâm và đã nhìn thấy bé. Nhưng mà nhớ đâu bé cũng comment ở mọi người thì sao mọi người làm vậy là bé rất tổn thương. Ôi em ơi, em ơi, em bị hiểu sai rồi. Mọi người đang chống lại em chứ không phải là không chọn nữa. Kể cả mọi người chống lại em chăng nữa thì quan trọng là bé chọn ai. Con trai, mẹ có cho con chơi Facebook không? Hả? Tại mà sao? Con đi comment cô Hòa, mẹ sẽ hack Facebook con. Trời ơi, để coi con còn Facebook để mà con comment vào Facebook của cô Hòa hay không. Vậy là hàng tháng ba đóng tiền mạng nhiều tại vì con nè. Cô Hòa muốn nhận xét một chút về giọng hát của con. Từ nãy đến giờ là nói cho bọn con có sự giao lưu trên sân khấu. Còn lại về giọng hát của con, thật sự là còn những khuyết điểm. Và cô còn nói với chú Lập là nếu hai con chọn về đội của cô thì cô sẽ có thể chỉnh sửa được với thể loại này. Và đặc biệt ngay cái người mà đã hát ca khúc này, bài hát gốc cũng có thể đến để chỉnh cho các con. Còn về học thì học hát rất là tốt, rất là chắc. Và cái phong cách biểu diễn anh Lập có thấy không? Rất là chững chạc. Chắc là vì con đã trình diễn trên sân khấu rồi. Nhưng mà cái việc quan trọng hơn ở đây là một chương trình song ca. Thế nên anh Thư và Học, cô hy vọng rằng dù các con về đội của ai đi chăng nữa thì các cô chú cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho con để con có thể đi đến bước cuối cùng của chương trình này được không? Vâng, con cảm ơn cô. Chúc mừng con rất là nhiều. Rồi bây giờ là các anh chị có muốn nói gì không ạ? Em không nói nữa rồi đó. Thực ra là tụi con hát xong cô chú hơi hoang mang. Hoang mang ở đây không phải là tụi con hát dở hát gì mà tụi con hát làm cho chú khi mà chú gạt cần á thì chú nghĩ là phải làm cái gì cho tụi con. Tại vì là hát một cái tiết mục xong á thì lại mình cái kiểu là mình phải ngay lập tức mình phải là tư duy liền là với hai bé này mà về đội mình á mình sẽ cho các bé những cái
bài học gì và dạy tụi con sao để tụi con tốt hơn. Cái đó là làm cho cô chú phải phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì về bản chất giọng á, tụi con đã có giọng rồi, tụi con là hai người hát với nhau đã rất là hay rồi. Nhưng làm sao để mà mình có thể là phát huy ra được những cái điểm mạnh của mình giấu đi những cái điểm mà không tốt của mình á, thì cái đó là cô chú phải suy nghĩ hơn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng là nếu mà tụi con về đội của cô chú á, thì cái việc mà mình tìm hiểu và kiểu như là tìm bài, kiểu như là dàn dựng cho tụi con, nó sẽ có nhiều cái idea nhiều hơn. Còn bây giờ nói thiệt nha, chú vẫn đang kiểu suy nghĩ rất là nhiều, không biết là về là phải làm gì. Tụi con gây cho chú hơi bị hoang mang cái chuyện đó đó. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Có đôi khi tôi nghe người vẫn nói, nhưng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn bước tiến về phía trước. Trong đêm tối niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang thức cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đã những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường đó. Mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Những nỗi đau có thể làm tôi ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi nó. Tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trong đêm tối niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang thức cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đã những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Con tôm đôi ba con
đêm qua cũng thế, đêm nay cũng thế cò ơi. Lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi đàn cò ơi thôi về cò. Cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Rồi may quá có chương trình em mới được hát đó. Bởi từ vậy Tết chưa có show luôn đó anh. Hay lắm các bạn. Hay quý vị. Vỗ thêm một tay. Vỗ thêm một tay nữa. Quá tuyệt vời. Mình đứng sát lại vào nhau được không mà. Ba chiều cao luôn. Vậy hả? Thật sự là luôn luôn muốn gần với các con. Giống như một một con cò mè dang rộng cái cánh ra để hỗ trợ cho những con cò con. Quá là tuyệt vời. Nhi ơi, nói luôn cảm xúc của em. Phải nói là hai con rất là may mắn luôn á, khi mà hai con được có thể hòa giọng chung với huấn luyện viên của mình. Cô Hòa sẽ lèo lái, tụi con sẽ là một cái chỗ dựa rất 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 là chắc cho tụi con. Trời ơi, tụi con phải thương cô Hòa nhiều lắm đó. Hôn cô Hòa một cái đi. Hôn con. Hôn cô Hòa. Trời ơi. Mà đặc biệt nữa là Hòa, con nói là đây là một cái dòng nhạc mà em rất muốn hát nhưng mà chưa đến lúc đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay em cũng đã có cơ hội để mà hát cái dòng nhạc mà mình yêu thích, thấy sướng lắm đúng không? Dạ vâng. Trời ơi, ba cô trò như là một nhóm nhạc chuyên nghiệp gì đó, trời ơi. Chúc mừng cả ba người nha. Anh Trung thì sao ạ? Đến bây giờ vẫn còn phê. Phê hả? Lên tông hai lần, trời ơi, hát cái kiểu đó cứ sợ không á. Sợ, Trung sợ là một người hát không nổi không, mà ai ngờ càng lên Trung nổi da gà hết trơn á trời. Bây giờ còn nói cái gì nữa bây giờ? Quá không tuyệt vời, Hòa ơi. Có cái gì mà nó chỗ hỏng gì luôn á. Hy vọng là sau cái bài này
thì em sẽ có show nha. Mấy tháng từ Tết bây giờ chưa có show. Hãy book show Hoa Minzy. Sướng quá trời. Xin anh Duy. Cùng là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, anh chắc chắn là hồi nãy em sẽ rất là sướng và rất là thăng hoa vì mình được hát cái mà mình thích, và đặc biệt là mình hát mà mình được hát và tròn trịa nữa chứ. Mọi người đã khen hai con rất nhiều, nhưng vì tụi con hát song ca với cô Hòa cho nên là nó vừa là thuận lợi mà nó cũng vừa là bất lợi. Chính xác. Về giọng hát chú không nói, bởi vì hai con có được một cái giọng trời phú rất là hay và quảng giọng quá rộng. Nhưng vì hôm nay con hát chung với huấn luyện của mình, tụi con có những lúc tụi con bị mất tập trung vì cô Hòa quá trời rồi, cô Hòa quá nhiều lửa, cô Hòa quá nhiều năng lượng, vô tình hút đi cái năng lượng của hai con luôn. Giống như là cái đoạn mà cô Hòa bước xuống chính giữa thì hai con phải đi theo, thì cái tâm lý của hai con lúc đó là cô Hòa đang đứng đâu vậy? Cô Hòa có đứng đâu? Mình có cần đứng cách cô Hòa bao nhiêu lâu hay không? Mình lúc đó mình đã tới hát cái đoạn hát của mình chưa? Thì chú muốn nhắc tụi con một điều là huấn luyện viên mình có một cái năng lượng lớn như thế nào, thì bản thân tụi con cũng đã là những người luôn có năng lượng vô cùng lớn. Một năng lượng lớn kết hợp với hai năng lượng nữa cũng lớn nữa, tổng thể hòa lại thành một cái đốm lửa hoàn toàn bùng cháy, đốt cháy cái chỗ này. Tụi con có làm được chuyện đó không? Cố lên. Cảm ơn anh. Cái này là cái tích tắc nhỏ thôi, chứ ngày hôm nay tụi con quá là giỏi rồi, quá là bản lĩnh. Lúc mà em nghĩ ra cái dàn dựng này nè, thật sự là em làm cho ban nhạc rất là khổ luôn ý. Và ban nhạc đã tạo ra một cái bản phối hoành tráng như thế này, thì thật sự là cả ba cô trò phải cảm ơn ban nhạc và anh Minh Vy rất là nhiều. Dạ. Còn nói về này, anh Duy, anh có nhớ không? Anh Trung, có nhớ không? Tuần trước khi mà em phải quyết định lựa chọn để lại các thí sinh ấy, thì hai anh có nói là rất là hy vọng để có thể nhìn thấy một hình ảnh khác. Thì hôm nay em đã cố gắng để tạo ra một hình ảnh khác cho hai con ở vòng này. Thì hy vọng hai anh đã thích. Con phải học thêm rất là nhiều của cô Hòa. Con thấy không? Khi mà cô Hòa đứng trên sân khấu á, cái cách mà cô Hòa tạo dáng để làm một diva. Và tôi muốn show cho mọi người thấy là tôi không chỉ có giọng hát, tôi còn có cách biểu diễn và hình thể. Những nhỏ đó mới làm cho cái tiết mục của mình nó hay hơn. Tụi con nhớ chú ý cái điểm đó. Và nếu có vòng trong, chú hy vọng sẽ được nhìn thấy thêm nhiều điều mới lạ nữa. Cố lên, cố lên. Trâm Anh, con có một cái chất diện rất là điềm tĩnh luôn. Tĩnh, hát xong rồi đó. Rất là khuyến khích con ở chỗ đó luôn á. Điềm tĩnh, hát, ai làm gì làm, cứ đến cầu của con là con phiêu, con phăng ra. Rất là hay. Nếu mà tụi con may mắn vô trong nữa thì càng thời gian dài nữa thì con Hòa xuống liền tụi con nhiều cái còn ghê gớm hơn như vậy nữa. Bây giờ là chỉ đứng hát thôi mà chú nổi da gà rồi. Nếu mà còn diễn nữa không biết nổi gì. Thật sự là khi mà em được huấn luyện hai con ấy, thì em có cảm nhận về hai con là sức lực vô hạn luôn ấy. Là khi mà em yêu cầu các con phải lên cái tông đó và bắt vào cái tông đó, nó không hề dễ một tí nào, và để lên được cái tông đó nó cũng rất là khó. Và giọng của hai con là đã là vỡ giọng rồi đó. Nhưng mà cái tông mà em yêu cầu nó rất là cao luôn á. Cảm ơn hai con đã tập luyện bài này của cô. Và ngày hôm nay không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mà hy vọng chúng ta đã có một khoảng thời gian rất là đẹp bên cạnh nhau ha. Thôi đi về với Lập đi. Bơ vơ quá à. Cò cha rất là tự hào ba mẹ con cò. Hát hay quá à. Tôi cảm giác tuổi hổ quá trong đội này. Trời ơi. Hát câu đi Lập. Trời đất ơi. Nhìn đàn cò trắng lên xem. Nhìn đàn cò trắng là Lập nè. Nhìn đàn cò trắng. Gì nữa? Ngần đâu vừa ngần gió. Ngần là không được. Ngần luôn rồi. Em ơi, rồi. Em hát bài con cò bé bé nó dễ nghe hơn. Con cò bé bé. Hay lắm em. Tiếp nè. Nó đầu cánh tre. Hay quá. Thôi được rồi. Tiếp mục tiếp theo. Không, chưa. Đùa thôi. Chú muốn cảm thán một chút xíu. Tự hào vô cùng luôn. Cảm giác là khi mà ba mẹ con cò cháy hết mình ở trên đó. Nổi là nổi da cò đó. Da cò. Chú Duy nói rất đúng luôn á. Để cho khán giả nhìn lên trọn vẹn từng giây từng phút của tụi con, không bị lơi đi một phút nào hết. Rất là chúc mừng tụi con với cô Hòa. Chúc mừng. Cảm ơn cô chú ạ. Bánh gì tròn tháng xanh xanh, bên trong chất chứa nỗi lòng của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh té qua
thịt heo ba rọi ăn hỏng sợ béo qua sông nước mênh mông nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê chợt xuyến sao lời rào tiếng hát cô tơ bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương cô bán bà ba cái dáng thon thon lòng thật gầy làm sao đôi má hay hay bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng ai nét hương ba mùa trong trong ăn tình lá tươi xanh màu dịu dàng bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng nhọc nhằn nấu bánh tét ngon ghê chợ xuyên sao lời rào tiền hát cô tư bánh tét quê thơm lừng mua quà giùm em sao ai đồ ngọt ngào miền Tây bánh tét quê vui nếm thơ bao giờ đậm đà tình quê cô tư miền Tây nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon lòng ngực gầy làm sao đôi má hay hay bánh tét quê em là ngọt ngào lòng bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng bánh tét quê em là ngọt ngào lời rao ai thương làm sao nắng hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu dịu dàng bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng nhọc nhằn đâu hôm sớm đầm đá bánh quê Như Quyền, Thanh Thủy và Kim An. Cái gì mà có bánh tét thiệt ra sân khấu luôn. Chú ơi, bây giờ cho chú thử ăn bánh tét tụi con bán ăn ngon không nha. Con ơi, dạ, dạ. Chắc tiệm sao nha con. Ôi, em ăn nhân gì vậy? Ba sợi đó, ngon lắm. Trời, con nhận bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Ba con nhớ nhìn nha. Nha cô chú nào ăn bao nhiêu cái một hồi nữa xuống sân khấu là mình lấy tiền liền nha con. Chú con định nhắc là mấy cô chú trả tiền luôn. Nhiều cái rồi con.
con bán nhiều cái vậy? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn một cái. Thôi 50 ngàn một cái. Bây giờ 50 ngàn một cái bán còn không được đi đó. Bán không con? Bán đại đi con. Bé dễ chịu dễ sợ. Chuối này còn sống nè, máu không à? Chuối em còn sống. Anh với coi. Anh Duy ơi, đó là chuối cau á. Chuối cau màu đỏ gì đó. Khoan xí đi, bộ mấy anh chị rồi các chú cô chú là đói lắm hả? Chứ em ơi, em dẫn tiếp một mà bán. Đúng phải rồi. Mua thì mua, phải có ăn chứ mà lại mua dột. Nhắn tiền lúc mà người đang ăn thì em nói luôn nha. Dạ được, dạ được. Thật sự. Ủa, tiết mục chưa kết thúc mà. Ủa gì, kết thúc đâu? Này, minh họa cho tiết mục mà. Ủa vậy đó hả? Vỗ tay cho tiết mục kết thúc mọi người ơi. Rồi, xin mời cô Hòa Minzy. Hai tiết mục của anh chị ấy là hai tiết mục duy nhất trong tất cả các tiết mục từ đầu đến giờ mà ai cũng phải đứng lên và ai cũng phải hào hứng với nó. Đúng rồi. Đấy là cái mà thành công, đấy là cái mà em nghĩ là phải một huấn luyện viên có tâm lắm thì mới dành cho các con như thế. Các con phải cảm ơn cho chú nhá. Chính xác. Cô chú rất là nhiều đó. Cảm ơn chú. Giọng hát của các con rất là ngọt ngào. Nhưng mà em lại cảm thấy có một vài nốt bé đứng giữa hơi bị hát không rõ lời hả anh? Bé này là bị sợ á. Bị sợ sân khấu hả anh? Bị sợ và diễn chưa được tự tin. Có nghĩa là khi mà chú tập chú con á là chú luôn dặn hai bạn kia là phải dìu con diễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú thấy là con nở nụ cười thì thường bữa là kêu cười không cười luôn. Trời ơi, đôi anh kỳ quá hả? Đôi anh sao nhưng không thích cười hỏi em đôi này rất cần những nụ cười của các bé. Chú năn nỉ tụi con cười giùm chú. Chắc em đặt tên đội này là đội nụ cười trẻ thơ quá. Đó là một cái khuyết điểm của con thì cô mong là càng ngày con sẽ tiến bộ hơn nhiều hơn trong tương lai nhá. Cố lên. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Hòa. Lập, ăn xong chưa em? À vẫn còn một miếng à? Trời ơi, hết rồi. Ăn xong thì nói, ăn xong thì nói. Không được vừa ăn vừa nói đâu. Như thế mẹ em đập chết luôn á. Ê bé Hòa là. Thôi cho em nói đi, anh cho em nói nha. Dạ, dạ, bánh mời, tét ngon, bánh tét ngon nha con, bánh tét ngon. Như Quỳnh ngày hôm nay á là con tươi hơn mọi khi mình tập và rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu, cái sự mà làm chủ sân khấu, thoải mái sân khấu không phải là ai cũng có được cái đó. Người ta nói cái câu gì, có cái câu gì hay lắm. Cái gì? Càng phải có gợi ý chứ. Câu gì? Cái gì? Như nào có từ gì chị? Có từ gì? Có công mài sắc có ngày nên kim. Đúng rồi. Ờ đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ờ đúng rồi. Là nhiều khi mình cái khả năng của mình chưa có tới đó, nhưng mà nếu như mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn thì khả năng của mình nó sẽ lên từ từ. Cho nên không sao hết. Ngày hôm nay là ba con là trời ơi, bản lĩnh sân khấu rớt bánh té rồi còn cọng dây không mà vẫn đứng hát rồi này kia là cô thấy là ba đứa ngày hôm nay rất là tốt, rất là giỏi. Nhắc ngay cọng dây bánh té mới nhớ. Mà đã tới cái đoạn mà tụi con xuống mời bánh tét á, ví dụ nha, là tới cái đoạn là tụi con chạy xuống tụi con mời bánh tét đúng không? Bánh tét. Đây mời tụi con bánh tét, mời tụi con lấy hết, lấy hết em ơi, lấy hết theo lên. Ba con làm dễ thương lắm em, Minh Họa kìa, em bị chụp giật cái này là hồi bị Chung xin lỗi là tại vì Chung đã dặn hai bé là làm sao làm con tụi con phải có đậu cụ trên tay, con nào cũng phải lấy lại, đừng có cho ai lấy hết đi đâu. Ủa anh ơi, không có lý do gì anh phải xin lỗi hết trơn á. Trời ơi, hợp tác với người ta, ví dụ phối hợp với người ta cũng có biết điều chút xíu chứ. Em phải học lấy một cái nè. Alo, tới em nói nha. Alo. Dạ, em là một người miền Tây và khi mà em xem cái tiết mục này em cảm thấy rất gần, rất thật. Dạ, em đang cầm một cái bánh tét trên tay. Alo, dạ em thấy rất là ok luôn á. Ủa, sao dạ, em cầm nữa? Như nói về tiết mục này em rất thích. Alo, em rất thích. Tại vì á, cái bài này là bài, một cái bài nó dân dã, nó dễ thương, nó chân thật. Thì cái hát của các con á, có một cái sự ngẫu hứng ở bên trong. Nó chân thật như cái bánh tét mà nó ngon là ngon vậy con. Dễ thương hay là dễ thương. Tràng có tay dành cho các con. Dạ, con em xin phát biểu thêm. Tại vì em rất là phấn khích. Công nhận bánh tét ngon con ơi. Đã ăn thêm một cái nữa con ơi. Ăn cái nữa. Lát nữa tới một cái theo cho ăn tới món gì nữa. Anh ơi, bày ra hết. Anh gì đây, anh sẽ hay là bánh sò. Ok, bày ra hết. Anh gì là bày hết. Em có ý tưởng rồi. Em sẽ hát cái bài liên quan đến chổi trà để mọi người ăn chổi trà. Một cái hô tay cho ba bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con. Không mà công nhận cú đấu thiệt nha. Tiết mục dễ thương thì không phải vì bánh tét đâu. Nó dễ thương không? Em vì bánh tét cú đấu thiệt. Mình lập hai cái 100 ngàn. Hả? Trời. Anh lấy đầu một. Anh Duy một. Anh Duy một cái. Anh Duy một cái dương chuối nha. Chưa ăn này. Không lấy rồi, cầm trên tay rồi. Rồi 100 ngàn anh ơi. Chú Minh Xù là không lấy cái nào đâu cô Nhi nha. Tại vì người ta không có mời lưu lưu. Em đói là chị vui lắm hả chị Như? Dạ. Em có bánh tét chị có vui hơn không? Không. Em giật cái bánh tét của chị bây giờ. Không được. Đây có hai cái bánh tét này dành cho em. Dạ không, khỏi bỏ.
chồng lo chuyện bao đồng.
chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Hồng Tiên và Thu Tuyết. Cảm ơn Vũ Đoàn, Tọa Hưng. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly và diễn viên Huỳnh Lập chia sẻ. Tối xa đi ta. Công nhận nghe nó là lạ thiệt tình á. Nó cứ cô chưa kịp cảm nhận cái bài này, nó đã nhảy qua cái giai điệu khác. Cái chưa kịp cảm nhận cái nên là nhảy qua liên tục vậy mà tụi con cũng nắm bắt. Vậy là tụi con cũng giỏi. Mà cũng tập múa dữ lắm luôn á. Tập múa dữ lắm, cũng múa dữ lắm luôn. Có một sự cố gắng trong những động tác rất nhiều. Chú thấy thế thì thương lắm. Dù là động tác nó hơi cứng nhẹ thôi, nhưng mà cũng rất là cố gắng để đi theo những động tác của mấy chị ở trong vũ đoàn. Và cái sự cố gắng đó chú rất là ghi nhận. Không phải vì mình không làm được mà mình không làm, mà bởi vì mình không làm được, mình cố gắng mình làm cho bằng được. Cho dù là nó chưa có hoàn hảo lắm, nhưng đó lại là một cái điểm cộng trong mắt của chú. Khi mà cái sự cố gắng hết sức của con trong cái bài này. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin mời đội của gia đình Huy Như. Đầu tiên là Như cảm thấy anh Vũ với chị Vân đã rất là giỏi khi mà nghĩ ra cái tiết mục này. Tại vì em không nghĩ là có vô cái Despacito cảm ơn. Em không giỏi, không em không giỏi, em không có ta chuyên môn. Có sự giao thoa mà. Em không có chuyên môn về âm nhạc nhiều. Nên khi mà vừa mới nghe em nói ủa bài này quen không ta? À lạ lạ, à quen mà quen mà, à lạ lạ lạ, à quen mà lạ lạ. Nhưng cái điều đó nó không làm cho cô thoát khỏi cái bài hát đó mà nó cuốn. Và kể cả múa cô thấy được cái sự mà ôi con ơi con bay như cò con ơi. Nhưng con vẫn giữ được, con vẫn hát được những chỗ của tụi con rất là hay. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô. Về cái phần hát thì chú không có một cái vấn đề gì chú phải lo hết á. Là tại vì hai con là hai đứa mà có thể nói là hát chắc nhất ở trong đội của mình. Tuy nhiên về cái phần ở trên sân khấu hai con còn rất là yếu. Hôm nay á, so với cái ngày mà con tập luyện thì hai con đã làm tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà chú vẫn mong là con có thể làm tốt hơn nữa. Nếu có lần sau thì nhớ làm chú hài lòng hơn nữa nha. Dạ. Ok, cảm ơn hai con. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn các vị huấn luyện viên. Một lần nữa xin được chúc mừng Thu Tuyết và Hồng Tiên. Cảm ơn hai em. Khoảng hư không về đây, tuổi thơ quay về đây, tháng tiếng anh lúc này, những thương yêu ngày đêm vẫn in sâu như thứ phim ngày thơ bé. Anh chẳng hay biết rằng mình yêu em, chỉ mong ta mãi sau phút giây mình chẳng lại sẽ tìm thấy nhau vì chính em. Hãy subscribe.
có tuyệt vời. Thưa quý vị, xin mời hai cô nàng trong tranh bước ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét. Chắc là nãy giờ cô Vân nghe cô xong cũng đi, cảm thấy nổi da gà đúng không? Không, cô không nổi da gà con, cô nổi da ốc. Thiệt tình là quá tuyệt vời luôn á. Các bạn có cái cá tính và cái màu sắc âm nhạc riêng, không có lẫn lộn với ai hết. Và khi mà các bạn hát bài hát này á, trong mỗi một đoạn là thể hiện rất là rõ cái màu sắc của mình. Nhưng mà đến khi hát bài của người kia thì cũng rất là hòa hợp. Và đây là một bản mashup thực sự rất là tuyệt. Cảm ơn gia đình vui vẻ. Không biết là hai con hát ca khúc Cô Gái ngày hôm qua thì có biết nó nằm trong bộ phim nào không? Dạ thưa chú, là bài hát Cô Gái ngày hôm qua trong phim Cô Gái đến từ hôm qua. Con có biết phim đó có ai đóng không? Dạ có chú Ngô Kiến Huy ạ. Chú Huy đang tạo nét. Rồi mời chú Huy nhận xét. Chiến binh mà quên. Chào hai con. Yến thiệt sự là con là một trong những giọng hát mà rất là đặc biệt, bởi vì chú vẫn chưa thể hình dung được là ở một cái độ tuổi như con lại sở hữu chất giọng như vậy. Có thể hát hát thấp lại cũng rất là ngọt, có thể hát nốt cao cũng rất là dễ dàng, hay chuyển giọng liên tục rồi như vậy. Và đây là một cái lợi thế rất là lớn. Còn về Ngọc thì giọng con vẫn là ngọt ngào. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú Huy. Nghe cái ca khúc này là mình nhớ hồi cái thời mình đi đóng phim đúng không? Nhớ lại một không gian ở ngay Hội An, ở tất cả những cái khoảng thời gian đó. Cảm ơn giọng hát của hai con đã mang chú lại một cái thời ngây thơ bé. Mang chú lại một cái thời Turn down for what? Thôi. Mình đang là chiến binh đó. Đang chiến binh đó. Rồi, đang phải tám tạ đó rồi. Cảm ơn tụi con đã làm cho chú gợi nhớ là một khoảng thời gian rất tuyệt vời của chú. Cảm ơn tụi con, cảm ơn tụi con, cảm ơn tụi con. Vì chính em cô gái ngày hôm qua. Thật ra thì nhìn vào cái bài hát này thì quả thật phải nhận xét đây là một bài hát có một sự kết hợp của đông tây, kim cổ, nhu cương, rồi cao độ, hạ độ, rồi nhà nhiệt, hàn, rồi nói chung là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cảm giác rất là mãn nguyện. Mãn nguyện khi mà nghe bài hát này, bởi vì em rất là nể chị Ly là chỉ chọn hai bài, nó hoàn toàn xa với nhau nhưng mà mình mashup lại với nhau là lại rất là dễ nghe. Đó, nó mượt mà là như vậy. Và mỗi bạn giữ được cho mình cái cá tính khi mà mình hát một cái dòng nhạc không phải là sở trường của mình. Và đó là một cái nét riêng. Bởi vì không phải ai cũng có thể hát nhiều dòng nhạc, tạo được một cái sự đặc biệt riêng và khán giả sẽ nhớ mình nhiều hơn. Thank you.
dễ thương quá, ôm cái coi. À, trời ơi, tôi đặt ra luật mà tôi không có thể nào kìm được lòng với hai cái cô gái trời ơi dễ thương nhất của đội của chúng ta, nhỏ tuổi nhất. Biết rồi, mình có idea này. Dạ. Bây giờ có thể nào mình mời hết nguyên cái đám siêu nhân này đi chùa Hương được không? Trời ơi, đi chùa Hương. Mình thấy rằng á, là với trang phục này thì chúng ta đi chùa chắc sẽ không phù hợp đâu. Mà chúng ta sẽ chia làm hai phe, một bên là bà rằng bà rí, bên kia là mấy ông chồng. Vậy đi. Chồng á là phải chống tay mà chống lên tay nách. Wow. Mình làm chung luôn nha, làm đều luôn nha. Khoan xí, một tay được không? Bà rằng bà rí. Cô Ly, rồi thôi rồi, mọi người đứng đây nhận xét luôn đi. Dạ thôi đứng đây, đứng đây nhận xét luôn. Đứng đây luôn. Dạ rồi, đóng dấu. Rồi đeo rồi, đeo rồi. Cô Ly ơi, không có được, đây hiện vật cấm sờ. Nói cô đừng có bóp má rồi hung hít nãy giờ. Hai cô bé này bước ra thôi, chưa kịp khác, chưa kịp làm một cái gì thôi, đứng thôi là cũng đã thấy cưng rồi. Cái vòng vừa rồi là hai bé này có ra là như là xuất hiện sân khấu rồi quậy thôi. Rồi cũng có hát nhưng mà hát không có nghe rõ chữ, nhưng mà riêng cái bài hát này nghe rõ từng lời, từng chữ và diễn xuất từng cánh mắt nha, từng cái ngón tay luôn. Rồi gì ba lúng la lúng liếng mà cứ như vậy này, nhìn cưng dễ sợ là cưng. Ông Bụt rất là thích tiết mục này, tuyệt vời. No.
vị, cho đến hiện giờ thôi nha, đây là cặp mà Nguyễn Khang thấy có sự bè phối ăn ý quá là hay luôn. Hát mà nổi da gà luôn á. Rồi, hai cô gái giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, con xin kính chào ba vị huấn luyện viên, các quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Hồng Tiên. Còn con? Con xin chào các huấn luyện viên và các khán giả. Con tên là Trần Thị Thu Tuyết. Bây giờ thì hai đội kia không có bấm nút, thì chỉ có mỗi đội này, thì Nguyễn Khang muốn nghe nghiến chia sẻ của đội này trước đi, rồi mới mời hai đội kia sao. Hôm nay khi mà chú nghe hai con hát á, đoạn đầu thì chú cũng ok, chú thấy được. Nhưng mà một khi mà hai con đã bè với nhau, chú mới bị hớp hồn ngay. Chú không ngờ là hai con còn trẻ tuổi như vậy mà cái cảm thấu âm nhạc nó lại tốt đến như thế. Để mà bè vừa hòa quyện vừa chắc mà nó lại chạm tới được lòng người. Cho nên là cô chú rất là vui khi mà không có ai khác chọn con hết. Có nghĩa là con về với đội chú rồi đó. Xin mời đội của Khả Như với lại Ngô Kiến Huy. Tôi cảm thấy có cái sự bứt rứt trong đội của mình. Lý do vì sao tôi không biết, vì sao mà không nói ra được. Nói đi Huy, em nói đại diện, em nói đi. Đừng lần đi đến thế. Bình thường mình cũng hoạt ngôn lắm, thì mình chia sẻ ra một chút mà. Hai đứa con hát làm cho cô chú câm lặng luôn á con, mà bị cào câu á khẩu á con, bị á khẩu không biết phải làm sao. Không biết chị Ly có chia sẻ gì không? Thích. Giọng của hai con tốt. Rất là rất tốt. Tốt. Cô cũng thấy quắn quýu gì bên đây á, nhưng mà tại vì bên cô bây giờ là cái số lượng của cô nó rất là con nhiều. Con hàng. Cho nên là, và cái màu của con vào chắc con sẽ cạnh tranh với các bạn khác rất là nhiều. Chúc mừng tụi con rất là nhiều. Dạ. Tốt lắm. Mắt em
phi. Mặt trời lặn sau vách núi trở về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương chưa kịp nói năng gì, hẹn ngày chờ sau tới nhé lại gặp thương mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao bóng nàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng chàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng người mơ xa. Xin chúc mừng Khánh Linh và Minh Ngọc cùng với hai cô nàng Cát Viên và Ngọc Nhi. Cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Trời, hai chàng trai này rất là đẹp gái. Hai chàng trai rất là đẹp gái, nhưng mà tướng đi nó phải khinh khang, nó phải mạnh lên. Đúng rồi đó. Đầu tiên thì xin mời một chia sẻ từ phía xin mời cô My ạ. Cái bài hát này rất là sinh động, dễ thương. Mình không có thi cho nên mình hát rất là tự nhiên, dễ thương cho nên rất là vui. Cô hoan nghênh tụi con. Cảm ơn cô ạ. Nãy giờ nè Linh ơi, cô nhìn mặt con cái Ngọc cô tức cười muốn chết luôn vậy. Sao vậy trời? Con trai dễ sợ nhất là cái tóc. Ai làm cái tóc cho cô Linh ơi, cô bắt cười nãy giờ hoài luôn á. Mà vậy thí dụ Ngọc á đứng còn khép nép nha. Ai Linh Đông đứng khép nép, đứng rất là manly luôn. Nhưng mà Ngọc để tóc tém này nhìn rất là giống cô Trà My. Đúng rồi con. Mà sao đội này đội chị Ly đúng không? Không phải vậy nè. Mà sao chị thẳng thốt giống như đội của người ta vậy trời? Không phải, nhưng mà là cứ nghĩ là sẽ đóng vai nam, nhưng mà chưa không có tưởng tượng là cái tóc nó gắn lên nhìn dễ thương ngộ. Chị cứ tưởng tượng Khả Như mà để tóc vậy còn y chang vậy luôn. Như là nhờ cái bộ đầm với là cái tóc dài. Ôi Quy, em làm thử giùm con Quy. Trời ơi, dạ thôi, dạ án Khang, hàng Khang, nha chị. Bây giờ mình bớt gây nghiệp để có ích cho đời nè Khang. Không, cái mặt chị Như mà để tóc ngắn là ra anh Quy á. Một cái mặt là u lai, một cái mặt là vờ lai. Dạ, mà không phải là vê hoa mà vê thường đó. Là nó vòng 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 vậy nè. Dạ, dễ thương. Nhưng mà mọi người có thể ra search trên mạng thấy là chị Khả Như có một khoảng thời gian để tóc tém rồi. Chào thất bại nha mọi người. Cảm ơn gia đình một tiết mục rất là thú vị. Mà nói chung là cái bà này nó mang tính giải trí cao lắm, nhìn rất là thú vị luôn á. Cảm ơn hai con, dễ thương lắm đó. Cảm ơn cô chú. Hai con rồi, bây giờ mình vô trong nha. Men à, đàn ông rồi. Men ơi, ơi, coi đi rồi. Đi rồi nó lộ ra cái chân tướng nữ giới liền. Gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Cây mê che bóng mắt môi, chiều ta đứng chờ nhau. Những năm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu.
đồng mùi thơm thơm, đường về nhà càng vui hơn, ta hãy đóng cho thật tràn dây tình đậm đà. Đức Vĩnh, Quỳnh Anh, mời hai con đáng lại sân khấu. Rồi, cho chú hỏi, sau một năm quay trở lại chương trình này thì cảm giác của con thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại thầy cô và các chú, các cô chú ekip và được làm quen với các bạn mới. Qua một năm con có cao hơn ông Vĩnh? Không, không cao vậy nào. Chú rất là tự hào khi nhìn thấy bốn đứa trên sân khấu. Mấy con là những món quà để giúp cho cái tâm hồn chú nó trẻ trung hơn và chú có thể thỏa thích ở trong cái cảm xúc của mình. Mọi người không có biết đâu, tại vì nguyên một tháng vừa qua là Vũ toàn là lưu diễn ở nước ngoài không à. Cho nên là tối nào á, mấy thầy trò cũng FaceTime với nhau, mỗi đứa một cái điện thoại, rồi xong rồi cùng hát với nhau ở trên điện thoại để mà tập. Hôm nay bốn đứa hát rất tốt, rất dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm ơn chú Vũ. Thưa quý vị, sẵn tiện đây thì có ba cô chú giám khảo, hai con dành cái đoạn ngắn thôi, một cái bài mà năm ngoái lấy nước mắt của rất là nhiều người, bài Sao Mưa Giông có được không? Yeah. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo vậy. Cảm ơn con. Qua một năm rồi mà chú vẫn nổi da gà khi nghe các con hát. Hát cái gì mà như có máy phát nhạc ở trong cái cổ họng vậy trời. Lên cái nó héo mà người nó muốn quéo. Rồi bây giờ hai con đứng đây. Xin mời vị giám khảo chia sẻ đôi điều. Hồi nãy thì cô với cô Họa My á, có ngồi nói về thí sinh của năm nay. Tại sao các con, các cô, các cậu hát nhạc miền Nam ngọt ngào vô cùng luôn. Hát mà nó như rót vào tim á. Và nãy khi bốn đứa ra hòa ca đó, thì cô mới nói là đúng là âm nhạc nó đi vào lòng người. Các con đã làm được những điều tuyệt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các con khi lớn lên. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xuân. Năm ngoái thì cô Ốc được gặp hai bạn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh qua TV thôi. Năm nay thì mới được gặp các bạn ở ngoài. Không hiểu tại sao cô có cảm giác giống như là các con đã thân với nhau từ lúc nào vậy đó. Từ khi mà gắn kết với chú Vũ ở chương trình này á, cô thấy rất là trân quý những con người lúc nào cũng nghiêm túc và một cái sự rung cảm đặc biệt mà họ luôn dành cho những người xung quanh. Điều đó thể hiện rất là rõ trong những tiết mục mà chú Vũ đã làm cho các con tại chương trình này. Và may mắn là cô được ở bên cạnh chú Vũ để được cảm nhận và được cùng làm với chú Vũ. Cảm ơn Vũ rất là nhiều vì mình đã được ngồi với nhau, mình đã được cười với nhau và mình cũng đã từng được khóc với nhau. Hình như khóc nhiều hơn cười vậy. Và với tiết mục vừa rồi, cô nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đặc trưng cho đội của mình. Riêng tại sân chơi này, cô cảm thấy rằng cái màu sắc mà chú Vũ cùng với cô đã làm cho đội của mình là đúng nhất cho con người của tụi con. Đó là những cái gì nó chân thành nhất. Chúng ta đã nắm tay nhau làm điều đó cho tới bây giờ rồi và vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù kết quả đêm nay có như thế nào con nhé. Cảm ơn cô. Ốc rất nhiều. Giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no chiếc áo mưa.
giống người ta, từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều thoát ra, từ một chiếc xích lô cha chưa có gì cả, đến một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh, đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình, con đã sai và không thể lặp lại thì dáng cha, thì buông ra mãi mãi, dù nước mắt con lăn dài nhưng con biết cũng chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại, thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa. Nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Cô tên gì? Con tên là Chu Thị Ngọc Ánh ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 12 tuổi ạ. Nhà con... đâu con? Nhà đâu con? Vì sao tự nhiên hình sự với con bé quá vậy? Kệ tôi. Trời đất. Nhà đâu con? Dạ nhà con ở Hà Nội ạ. Xuống đây nè. Trời ơi. Vì như chạy bắt cóc con, vậy? Chạy đi lẹ lên lẹ. Nắm tay con, nắm tay con. Lẹ 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 lẹ. Là muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ mình phải làm cho bé nó tại vì nó một mình nó bước ra mà nó rung vậy nè. Phải chọc cho nó khóc đúng không em? Đúng rồi, phải chọc cho nó khóc mà giờ nó cũng chưa kịp khóc luôn. Nó có rung không? La mà con rất bình tĩnh luôn. Đúng rồi. Cô chú chúc mừng con được vô chương trình rồi. Con cảm ơn cô chú. Ngoài rap ra rồi con mà còn cô chú cũng xin chia buồn với con. Con vô đội của hai người này rất là nhoi con ạ. Cái gì? Con chuẩn bị tinh thần chưa? Đâu. Hay là bây giờ mình nhoi một cái cho cháu đi, nó sợ chơi. Vô. Con đọc rap đi, con đọc rap đi. Hey. Tuổi thơ con vẫn thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta, từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều cho ra, từ một chiếc xích lô cho chưa có gì cả, đến một ngày không còn cha con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh, đơn giản cho muốn gánh mọi thứ một mình, con đã sai và không thể lặp lại vì dáng cha. Trời ơi, thấy chú kè giỏi không con? Con kè chú kè xong là nằm đo đường luôn. Chú mệt quá. Vậy không biết chị xúc ốc hết chưa em, xúc ốc hết chưa? Mà em đang nhảy bình thường, đang nhảy theo đúng cái nhịp đó, nhìn qua là em lẹo luôn không? Chắc xin ý kiến của các cô chú huấn luyện viên, dù là không chọn nhưng hãy cho bé nó một chút kinh nghiệm, một chút niềm tin để có thể và đi sâu đi xa với cái đội hùng dũng mãnh của mình ha. Chú rất là bất ngờ bởi cái sự cá tính của con. Con ra đây con tự tin, con hát xong cái đoạn đó con còn rap nữa, làm cho mọi người càng thăng hoa hơn. Và con làm cho mọi người hiểu được con đang nói gì, con đang rap về điều gì và con biểu cảm được cái đó. Cho nên là cô chú rất là khâm phục con vì cái sự bản lĩnh này của con. Dạ chị Ly ạ. Chị thấy đứa Út nhà em sao chị? Tốt lắm. Bản lĩnh lắm. Cá tính.
chúc mừng em rất nhiều. Chị đây cũng kiểm chỉ muốn gạt rồi đó nghe. Thôi được rồi, tới đây là được rồi. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn chị Ly. Tư ơi, hay là mình gạt luôn đi Tư. Trời ơi, gia đình mình sao vậy con ơi, đi về xong rồi nó con. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn con. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gonna paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. Xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chú lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cô sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị về Hải Phòng chị đi, chị Hải Phòng, Hải Phòng. Chị kia chị. Nghe cái chất giọng á là coi như là đúng ý của chú với lại cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định. Nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Con chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. Hát như là thần luôn á. Còn hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là Điên loạn hết. Con ơi, con có thích thi thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết đề khi không? Đề khi đó giống y như chú vậy đó. Chú là Dewey đó, thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Thôi nín đi được rồi. Bây giờ như thế này,
cô á, khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á, làm cho cô quá thích. Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi, cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con, thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay. Và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu, con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là vậy. Con bung xõa hết mình, nhưng mà con nghe khoảng một giới hạn đó, lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe, ví dụ nha, quậy xuống Lập đây. Ơi, dạ. Lập ơi, dạ con chào cô chú. quậy ở đây. Dạ con chào cô chú. Thích Lập, như vậy đó. Lập ơi, tới Lập, chào. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em. Người ta quậy rất là chất luôn. Còn biết thấy đầu bị lạc lìa lạc lội, rồi, giống như là vậy, lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi, không sao đâu. Cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về cho mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Bây giờ là khi mà thực sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa, và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chú muốn chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi, trời ơi, em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm, tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở còn giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3. Một là chú Lập, hai là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng vẹo lửa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á, mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quy, anh Quy, làm thử cái nè, đứng đây em nhạo tới mơm anh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nè. 2, 3. Em đi toilet một cái. Trôi qua thời gian sao nhanh quá, rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây. Nhìn thấy nhau hôm nay mà như vừa hôm qua. Bài hát ngày thơ, bài hát mộng mơ, còn mãi theo ta hoài theo suốt quãng đời. Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đã ghi dấu hạnh phúc chưa có bao giờ. Tìm lại sự sao năm tháng tuổi thơ. La 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 la
và Ngọc Ánh cùng với Vũ Đoàn Ô. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của gia đình Vân Vũ đi. Dàn dựng rất là hoành tráng và tạo nên một cái không gian rất là tuyệt vời. Chú chị muốn lưu ý tí xíu là hai con hát nó còn có những cái đoạn nó còn bị chênh phô chút xíu. Và nhất là con gái ở bên trái á, chú muốn thấy con phải tự tin hơn. Con chỉ còn diễn mà có một nụ cười tươi hơn chút xíu, hoặc là cái mắt con nó đừng có cho người ta thấy là con đang bị lạc, thì nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều. Chúc mừng hai con nha. Cảm ơn chú. Mời cô Như. Tài sản tụi con có được đó là cái khả năng. Và chúng ta xem đây là một sân chơi thì chúng ta phải cố gắng hết sức cái sự tự tin của mình để làm cho mọi thứ nó màu nhiệm, nó đẹp hơn. Và hôm nay cô rất thích. Bé đã cố gắng rất là nhiều rồi. Lần sau nếu được chúng ta sẽ tự tin hơn nữa nha. Bầu trời rộng lớn hơn, có nghe trong tim em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ duyên về với con nhé. Trốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xa, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà.
tình giấc mơ. Sao không thấy mẹ ngẩn ngơ thương mẹ bao la, mong đến đêm mẹ hiền, mẹ lại với con nhé, con em với mẹ. Chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là cảm động, Gặp mẹ trong mơ. Mời gia đình Hát Bạch chia sẻ. Lần này thì cũng là một bài hát về mẹ. Cô chú cứ nghe các con hát và rất là thích nghe, là bởi vì cái cặp của hai con á, là cái chất giọng nó rất là đặc biệt. Tại vì mình được cái lợi thế nó vậy nè, chú cảm nhận nha. Bé Nam á, cái giọng á, có một cái giọng trầm đặc trưng. Bé Nữ thì cái giọng không quá cao, nhưng mà nhờ cái giọng trầm đặc trưng đó, bé Nữ cất lên một cái là mình thấy được cái một cái khoảng sáng trong cái bài hát này. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Tại sao mà hồi nãy Vân khóc rất là nhiều? Thì thật sự là cách đây 2 ngày là sinh nhật của con gái Vân. Vân hỏi con là con ước mơ điều gì, thì con Vân mới nói với Vân rằng á, ước mơ thứ nhất của con là được làm cô nàng tóc mây. Thì Vân làm cho con một cái buổi tiệc là cô nàng tóc mây. Và đó cũng là lý do tại sao mà ngày hôm nay mình mới chọn nhân vật này để xuất hiện. Rồi Vân hỏi ước mơ thứ nhất của con mẹ thực hiện được rồi, bây giờ ước mơ thứ hai của con là gì? Thì con gái của Vân mới nói với Vân rằng là ước mơ của con là được gặp lại ông ngoại. Thật sự là bố Vân là mất năm ngoái. Ước mơ nhưng Vân không thể giúp con thực hiện được ước mơ này. Bây giờ có nhớ bố thì cũng chỉ có thể gặp bố trong giấc mơ mà thôi. Đó là tại sao mà mình lại có nhiều cảm xúc như vậy. Cảm ơn Văn Minh, Ngọc Dầu của con.